bởi vì người ta nói không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội. Mình quen với nhau anh còn nhớ không? Đợt em lên Đà Lạt mình gặp á. Ờ hình như vậy. Dạ đúng rồi. Thôi em ơi, không cho ăn đâu, không cho ăn đâu. Bớt lại. Ủa? Giao lưu xin anh phải đợi Sam nói câu sao luôn chứ. À, câu gì? Em định nói gì sao? Em định nói gì gặp nhau ở Đà Lạt rồi sao nữa? Đúng rồi, gặp nhau Đà Lạt đó rồi tình cảm thân thiết, mình cũng thân nhau dữ lắm. Anh nói là hôm nào xuống em tới nhà lại em ăn á. Chính xác. Sam tới nhà anh chơi rồi mà đúng không? À, dạ không, đúng. Chưa. Tới quán rồi. À, rồi thôi bỏ qua. Nghe nói là chương trình mình là có tính nhân văn lắm. Đúng rồi. Anh nói cho em nghe nè Sam, em phải hiểu một điều là đầu bếp cũng như ban tổ chức đã luôn là những người sáng suốt nhất. Em nè, lấy cái muỗng hay là để cho vì nó sao đỡ vì sao vị. Thiện gặp vì sao đây vì sao mà một cái muỗng đựng cua mà chỉ có 4 miếng vì sao một cái muỗng đựng cua mà chỉ có 4 miếng bữa ăn ngày tốt cho sức khỏe. Nói chung là cái bàn đầu tiên là ngon. Mời vào bàn tiệc những người chiến thắng, hãy ngồi một cách gọi là sugar nai nai đụng đổ đấy mọi người, đường đường chính chính. Còn mấy người không thắng thì e thẹn chút xíu đây, sau khi mấy người xếp không được tôi ngồi tôi xếp vậy mà mấy người tố ban tổ chức lên xếp hình đi không đủ hình, rồi tố bạn bè của mình ăn cắp hình nào đâu có, tôi đã xếp thành công đúng phải không? Nãy xếp không ra thì sự không giờ phút này á mình không nên bàn cãi gì nữa. Một cái và cái dư đó em xếp vô đầu tiên và bị sai hướng nữa. Đúng sai rồi. Hướng nhìn nữa bởi vì người ta nói không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội. À Quỳnh Anh à, dạ. Với những người lo ngại về vóc dáng như là con đó thì chúng ta nên ăn chá lạch, ăn rất nhiều trước khi nhập okay, tiệc á okay. Mình có thể nói chỉnh cái điều hòa hướng gió nó bay ngược lại không anh? À không, em có nói chuyện của những người thắng em. Cái nó cứ bay qua đây hoài à. Để em tập trung làm việc của anh luôn ơi. Trời ơi, anh lợi hại gì luôn hả? Ủa sao tự nhiên mùa này gắn hai cái đũa lên đầu vậy? Tại vì để chống chọi những đứa nó ăn nhanh hơn mình đó. Cầm đũa không kịp. Có vũ khí riêng luôn. Bây giờ vậy, trước khi chúng ta ăn á thì chúng ta sẽ gặp gỡ một nhân vật người đã làm tất cả những món ăn này cho chúng ta. Đúng chưa? Rồi, đầu bếp. Đầu bếp là một trong những người mà làm ra những cái điều kỳ diệu nhất thế giới này. Không có đồ bếp thì thế giới này sẽ vĩnh viễn không có người sinh sống. Không có tụi em thì ai sẽ ăn đồ ăn đầu bếp nấu? Anh nấu sao? Ông nấu sao ông ăn luôn em. Em đừng hãnh diện gì mình quá. Và bây giờ vỗ tay cho đầu bếp thường hàng của chương trình Nguyễn Hữu Hường. Xin mời Nguyễn Hữu Hường. Đây là một nữ đầu bếp đến từ thành phố Đà Lạt. Ủa? Nguyễn Hữu Hường đàn ông. Trời anh ơi, mời anh Hường. Ồ, cái tên em tưởng... Chào Trường Giang. Dạ, tên em tưởng... Các anh chị, các bạn. Chào đời. Dạ, rồi, xin chào. Anh ơi, mình quen với nhau, anh còn nhớ không? Đợt em lên Đà Lạt mình gặp á. Ờ, hình như vậy. Dạ, đúng rồi. Thôi em ơi, không cho ăn đâu. Bớt lại. Ủa? Giao lưu xin anh phải đợi Sam nói câu sao luôn chứ. Câu gì? Em định nói gì sao? Em định nói gì gặp nhau ở Đà Lạt rồi sao nữa? Đúng rồi, gặp nhau Đà Lạt đó rồi tình cảm thân thiết, mình cũng thân nhau dữ lắm. Anh nói là hôm nào xuống em tới nhà lại em ăn á. Chính xác. Sao tới nhà anh chơi rồi mà đúng không? Không, chưa. Tới quán rồi. Rồi thôi bỏ qua. Trước khi các bạn ăn thì mình cũng xin giới thiệu về cái nguồn gốc món ăn luôn để Trường Giang và các bạn cũng thấy và dinh dưỡng còn như thế nào và truyền thống của dân Đà Lạt sử dụng cái artiso như thế nào. Bông artiso thực ra là xuất phát từ Pháp và trước kia chỉ có một loại bông artiso là màu tím bông dài. Bây giờ hiện nay là đối vì cái nhu cầu về kinh tế cho nên người dân nhập thêm một loại nữa là cái bông tròn màu xanh. Thế bây giờ hiện nay là ngày xưa thì theo mùa nhưng bây giờ là bây giờ thì quanh năm có thể ăn được. Nhưng mà cái bông artiso này mình trồng ở Sài Gòn được không anh? Không được. Thời tiết ở Đà Lạt thì nó... Nó do cái thời tiết lạnh, bởi vì đây nó phù hợp lạnh. Bị mấy đứa nó không biết gì, nó hỏi bậy bạ. Ăn được chứ anh? Rồi, chào. Gì vậy? Anh nói mấy đứa. Nên nhớ giùm đội thắng. Nhưng mà chắc chắn anh đầu bếp này muốn nhiều người thưởng thức món ăn của anh mà, đúng không? Chúng ta, anh cái này mà chấm gì anh? Cái này gia vị đầy đủ. Đầy đủ rồi, đây có ai thì sốt. Nó có một cái loại sốt mà sử dụng sốt từ trái dâu. Mình có đổ vô đây không anh? Có thể là thêm mình bỏ vào đó mình trộn được. Cái sốt là cái sốt kia đúng không? Cái sốt dâu hả anh? Sốt dâu, sốt làm từ trái dâu. Tức là đây là những thực phẩm và cách làm của những người dân địa phương. Đúng, dân Đà Lạt Trường Giang. Em gấp mà em chưa ăn nè, em phải chế đúng rồi, em nên thêm một miếng mỗi này. Thôi anh ơi, cho em cái miếng đó được không? Luật của chương trình là ông Hạnh Phúc là người thưởng thức đầu tiên. Luật trong vòng đặt thôi à? Không đặt thôi
Là của chương trình thiệt, nghiêm túc. Nhả cái đầu ra, nhả cái đầu ra. Chi vậy? Nó giòn. Cái đầu mà cái thịt, thịt nó dai. Mà cái cho nó bùi bùi. Cái nước sốt thì nó dậy mùi. Ngon. Ngon. Em không tin. Đầm nước sốt luôn. Bắt tay một cái. Ngon. Em không tin. Thôi cảm ơn chị. Không, em mở cái quán anh mà em chưa ăn cái bông artiso này luôn á. Em muốn thưởng thức coi cái. Em muốn ăn, bông artiso đúng không? Đây em ăn đi cưng. Em mời mọi người nha. Em mời mọi người nha. Ngày ta ăn tới chuyện nè. Nó giòn rụm vừa đủ. Với lại cái vị của nó thường là để khai vị á, nó có vị chua chua một tí. Đúng rồi, của dâu. Chính xác. Với lại tôm á, tôm nó sao mà em nghĩ là hồi nãy nó sẽ không giòn, nhưng mà nó nhỏ vậy nhưng mà nó rất là giòn. Đúng rồi. Đó có đâu là tài nghề của đầu bếp. Và bởi vì nguyên cái vị của artiso là nó ngang không có vị gì hết. Nhưng mà artiso nó có rất là lợi ích cho sức khỏe, bổ cho gan, tim mạch. Và người nào mất ngủ thì ăn artiso bảo đảm với em là ngủ lý bì. Em bị mất ngủ. Em ăn ngủ. Em đỡ mất ngủ đúng không? Về uống thuốc tây đi. Em nghe nói là chương trình mình là có tính nhân văn lắm. Đúng rồi. Anh nói cho em nghe này Sam, em phải hiểu một điều là đầu bếp cũng như ban tổ chức đã luôn là những người sáng suốt nhất. Em nè, lấy cái muỗng hay là để cho vì nó sao? Đỡ vì sao? Vị. Thiện gặp. Vì sao? Đây, vì sao mà một cái muỗng đựng cua mà chỉ có 4 miếng? Vì sao một cái muỗng đựng cua mà chỉ có 4 miếng? Em đưa anh ơi, anh quên em rồi. Đấy. Oh, thiệt tình. Oh. Cà ri đúng không ạ? Mùi cà ri đúng không? Thơm quá luôn đi. Thật ra là cho một chút xíu cà ri nó dậy lên một cái mùi hấp dẫn, nó phù hợp với cua với lại artiso. Thật ra nếu mình không cho cà ri vô thì ăn cái vị nước nó rất là ngang. Yeah. Do đó là người ta thường thường sử dụng. Thứ nhất là nó hấp dẫn theo cái màu sắc và cái vị của nó. Ngon quá anh ơi. Cái bông artiso đúng là cái một cái gọi hoa mà từ đại ngàn mà gọi là du nhập vào Việt Nam và nó xứng đáng là hoàng tử, cũng rất là hoa. Hoàng tử là phải hợp với công chúa như em. Hả? Hoàng tử giờ chơi thái giám rồi em ơi. Anh nè. Cái nước của nó nó không có, rõ ràng là nó không có ngọt quá, cũng nó không có mặn quá, vừa thanh vừa đủ luôn. Đúng rồi. Bởi vì cách nấu tất nhiên tới cái ngọt từ cua mà ra. Kiên thấy sao Kiên? Cái súp thì sao? Em thấy ngon quá, thơm quá, hấp dẫn quá. Thực ra mình sẽ lấy cái phần cơm của cánh hoa như thế này. Trời ơi, không biết mà còn hay nói thì chán ghê. Khi mà đấy mình lấy cái phần cơm là sau này thôi, chút xíu này thôi. Là như clip này không có hay gì. Rồi, bây giờ vậy anh ơi, muốn đi thêm mình dùng món gì anh? Món artiso xào với cồi sầu riêng. Đây này. Ngon anh, món này ngon anh. Tức là trong cái anh bầm với một ướp tiêu đen và anh có trộn cái artiso vào, nhồi vào làm cái heo, nhưng mà anh không làm cái giòn mềm, nó vẫn còn độ dai nhất định, độ sực sực nhất định, và cái nước thì ngọt thanh. Bắt tay cái nữa. Thế rồi thành công. Cái mà ngon quá đó là nó giòn rụm, cắn vô á mình có cảm giác cắn nó sướng cái miệng á. Ngoài dai ở bên trong rất là mềm thơm. Đúng rồi, ở bên trong là mềm, ở ngoài phải cân bằng như vậy á. Ăn trời ơi ngon thiệt. Nè, đứa nào ăn này không? Em bông anh ơi. Bông cái bông ăn bởi vì hầm rồi, do đó ăn bình thường mà chứ được mà. Excuse me. Hồi nãy anh cho em ăn bông rồi mà. Ok. Look at me, one more. Ok, sorry. It's a bông. Các bạn đã từng thấy, các bạn đã từng nuôi heo ở dưới quê nuôi heo bao giờ chưa? À thấy. Đây, chưa thấy đâu. Con heo nè, nó chạy vô giường bông. Mà chạy vô giường bông. Khi nó vô giường bông, là nó đi ngang giường tiêu. Và nó đi ngang giường tiêu xong, nó giường bông, thì bỗng nhiên nó vô hết giường bông, giường tiêu. Trời mưa. Thì trời đổ gần mưa. Rồi xong, thấy nó mưa quá, nó chui vô hàng. Coi chừng về cái cánh ở trên nó bị nó phát sơ ở trên. It's gonna no problem, sir. Ôi ôi. Thì đó. Đúng không? Ăn ngon dễ sợ luôn. Nó ăn ngon lắm.